Tư vững chương 5 bài 2 thi kéo co trang 140 ráng ráng to try hard kéo kéo to pull thắng thắng to win chơi chơi to play môn kéo co môn kéo co tug of war mạnh mạnh strong đồng đội đồng đội teammate tinh thần đồng đội tinh thần đồng đội team spirit nản lòng nản lòng to be discouraged thua thua to lose ráng ráng to try hard đội của em ráng hết sức để thắng cuộc đấu kéo co đội của em ráng hết sức để thắng cuộc đấu kéo co. Means my team tries our best to win the tug of war competition. Kéo, kéo, to pull. Bạn có thể giúp tôi kéo cái thùng này vô trong phòng được không? Bạn có thể giúp tôi kéo cái thùng này vô trong phòng được không? means can you help me pull this box to the room? Thắng, thắng, to win. Sarah thắng giải nhất trong cuộc thi chạy bộ. Sarah thắng giải nhất trong cuộc thi chạy bộ. Sarah wins first place in the running race. Chơi, chơi, to play. Trẻ em thích chơi ở ngoài công viên. Trẻ em thích chơi ở ngoài công viên. Children like to play at the park. Môn kéo co, môn kéo co. Talk of war. Em ưa chơi môn kéo co với các bạn em. Em ưa chơi môn kéo co với các bạn em. I like to play tug with my friends. Mạnh, mạnh, strong. Những anh chị này mạnh khỏe quá. Những anh chị này mạnh khỏe quá. These people are so strong and healthy. Đồng đội, đồng đội, Teammates, các bạn đồng đội của em rất thương và quý mến lẫn nhau. Các bạn đồng đội của em rất thương và quý mến lẫn nhau. Means my teammates and my team love and value each other. Tinh thần đồng đội, tinh thần đồng đội means team spirit. Đội bóng truyền trong trường em có tinh thần đồng đội rất tốt. Đội bóng truyền trong trường em có tinh thần đồng đội rất tốt. Means the volleyball team at my school has a very good team spirit. nan lòng. nản lòng. To be discouraged. Tuy đội bóng truyền thua trận đấu hôm nay, nhưng họ không nản lòng. tuy đội bóng truyền thua trận đấu hôm nay nhưng họ không nản lòng. means although the volleyball team lost the competition today, they don't feel discouraged. thua thua means to lose. đội bóng rổ cố gắng tập luyện để không bị thua cho trận đấu đội bóng rổ cố gắng tập luyện để không bị thua cho trận đấu means the basketball team practiced hard to not lose the competition.